Chào các bạn, và bây giờ anh Phi sẽ tới với các bạn qua một đơn hàng nữa của chị Mỹ ở Thủ Đức, về trong gói Ahamu 240 phút. Và có một dịch vụ khá là vui là khách yêu cầu anh Phi là với chị Thư phải ghi hình cái đoạn clip về chiếc xe này, xong rồi mới chuyển khoản được. Tại vì khách muốn có lòng tin thì thôi, chị muốn có lòng tin thì anh Phi và chị Thư sẵn sàng cung cấp thêm một cái dịch vụ nữa. Nhưng mà cái dịch vụ này không thể làm thường xuyên được đâu các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ đụng những vấn đề là anh Phi với chị Thư không có mặt ở cửa hàng Abo thì không có ai đủ sức để làm chuyện này hết. Tại vì anh Lĩnh không thể làm như vậy. Hoặc là nếu yêu cầu anh Lĩnh làm thế này thì nó sẽ rất là mất thời gian. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ tới nhanh với các bạn đây. Cái chiếc xe này với mã hàng mà chị đặt, anh Phi sẽ báo mã hàng luôn nha. Mã hàng của chúng ta là đã bị lột tem giá YQ020-5 nha các bạn nhé. Và ở đây thì nó sẽ có một số thứ như sau. Một là một cái bịch phụ kiện, nó có một cái cáp sạc, có một cái pin sạc, và chúng ta cắm vào như thế này để chúng ta sạc. Và ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào máy tính, cắm vào tivi hoặc cắm vào cái cục sạc Samsung này. Sau đó chúng ta cắm vào ổ điện nha. Đây, cắm vào ổ điện nhanh gọn lẹ. Rồi, trong khi cắm vào ổ điện chờ nó sạc chút xíu thì anh Phi sẽ quay trở lại chiếc xe điều khiển từ xa của chúng ta. Yêu cầu là test nhanh trong vòng 3 phút, cho nên là anh Phi sẽ làm nhanh nhé. Rồi, các bạn sẽ cho pin vào đây, hai viên pin 2A, kích cỡ của nó là 2A, to bằng đầu ngón tay của anh Phi. Ha, pin này là dòng pin phổ thông, mua ở tất cả các tiệm điện đều có. Rồi, bây giờ thì xong phần pin rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tháo cắt cái đai, buộc phải cắt cái đai nha các bạn nhé. Ở đây nó sẽ có những cái đai, một chút xíu anh Phi sẽ dùng dây rút để anh Phi rút. Và bây giờ thì anh Phi cắt dây đai đây. Rồi, 1 phút 30 giây, bạc xong. Anh Phi đã cắt dây đai của chiếc xe xong. Chiếc xe này là một chiếc xe 3 bánh, chạy tới chạy lui và nó lật khá là đẹp nha các bạn nhé. Ở đây nó sẽ có một cái ổ để chúng ta gắn pin vào. Chúng ta cần một con vít để chúng ta mở pin ra. Và anh Phi cũng nhắc các bạn luôn là khi về nhà chơi hết pin thì mở cái này ra để sạc pin vào nhé. Viên pin này không phải là một cái gọi là bất tử, nó sẽ có một cái thời hạn sử dụng của nó. Đấy, tùy các bạn chạy tới chạy lui nhiều hay ít, tùy cái dung lượng pin. Dung lượng pin của chúng ta là 500mAh. Nếu các bạn cần thêm thì ghé Abo, anh Phi sẽ có những viên như thế này 800mAh. Nhưng viên 800 thì ok. Viên 800 vô đây vừa ha. Nó cùng kích cỡ với viên pin 2A là ok. Đây, anh Phi cho các bạn xem nó cùng kích cỡ nha. Ok, rồi, được rồi các bạn ha. Bây giờ thì anh Phi sẽ lắp cái nắp pin lại và bắt đầu test cho các bạn xem nhé. Cũng dễ dàng thôi các bạn, nhưng mà thực sự ra mà nói á, là rất là khó để thực hiện cho từng đơn nha. À, có thể là làm chung cái đoạn hướng dẫn chung ở trên mạng thôi, còn từng đơn thì nó sẽ rất là lâu. Bởi vì anh Phi làm xong rồi anh Phi phải chuyển clip, rồi anh Phi làm tùm lum hết trơn nó mới ra cái clip. Còn cái này sẽ làm nhanh để up liền để gửi cho chị ha. Và bây giờ thì thấy không, sau khi mở on lắp pin vào thì đèn ở đây nó sẽ sáng, bởi vì nó đã kích hoạt với lại chiếc xe rồi. Sóng này là sóng 2G4. Đây các bạn có thể nè, thấy không, đó, thấy không nè, tới lùi không. Rồi bây giờ bên này cũng vậy, tới lùi không. Rồi bây giờ đẩy hai cái ha, nó là như vậy nè các bạn, tới nè, thấy không, rồi lùi nè, thấy không, đó. Ở đây các bạn nó hơi nhỏ cho nên các bạn nè, tới nè, lùi nè, thấy không. Khi lùi mà các bạn lùi đủ á, nó sẽ quật qua bên này luôn, cho nên lúc này mới là tới nè, lùi nè. Khi mà nó qua bên này thì dày mới là tới. Cái chiều này, chiều pin là chiều ngược, cái này mới đúng đó nè các bạn ha. Cái này đẩy tới là nó sẽ chạy tới nha, tới nè ha, lùi nè, xoay vòng vòng thì đẩy chéo, thấy không, đẩy chéo lại. À, ok chưa. Rồi tới đây tới xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ anh Phi sẽ gửi cái hộp, cái đoạn clip này cho chị Thư để chị Thư gửi cho khách liền nha. Đây là cái cáp sạc. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hộp lại và gửi ở cho Ahamu đi giao hàng nha.